Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại kỳ đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, 8 ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bị kỷ luật. Tất cả những vị này đều là củi rừng, phe phái của Nguyễn Tấn Dũng cũ và ông Trọng đã đưa vào lò đốt. Tính tới nửa cuối năm của nhiệm kỳ đại hội 12 đã có 8 ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm bị kỷ luật, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị, một người được miễn xem xét kỷ luật vì mắc bệnh hiểm nghèo. Đại hội Đảng khóa 12 tổ chức vào cuối tháng Giêng năm 2016 với sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu, bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa 12 gồm 180 ủy viên Trung ương và 20 ủy viên Trung ương dự khuyết. Tới nay, vào thời điểm cuối của nhiệm kỳ 12, đã có 8 ủy viên Trung ương đương nhiệm bị kỷ luật với các hình thức khác nhau, trong đó có những người bị khởi tố, hầu tòa và nhận những bản án nhiều chục năm như các ông Đinh La Thăng, cựu Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Dưới đây là 8 ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm bị kỷ luật. Phần lớn những ông này là nằm vào diện củi rừng, là những kẻ bị ông Trọng đưa vào phe phái, tức là diệt phe phái. Và danh sách những người này gồm có như sau: thứ nhất là Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư thành ủy thành phố Đà Nẵng. Ngày 6 tháng 10 năm 2017, tại hội nghị Trung ương 6, Trung ương Đảng quyết định cách chức bí thư thành ủy thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời cho thôi giữ chức vụ ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đối với Nguyễn Xuân Anh, do có những vi phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo quyết định kỷ luật, trên cương vị người đứng đầu cấp ủy thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy. Cá nhân của Nguyễn Xuân Anh vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên. Ông Nguyễn Xuân Anh, 44 tuổi, quê Đà Nẵng. Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa 21 bầu Nguyễn Xuân Anh giữ chức bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Khi đó, Nguyễn Xuân Anh đang là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nguyễn Xuân Anh được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Nhân vật thứ hai đó là Đinh La Thăng, cựu Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ngày 7 tháng 5 năm 2017, tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, khi đó đang là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 với tỷ lệ phiếu bầu biểu quyết là trên 90%. Ngày 8 tháng 12 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, Bộ Chính trị đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy, bao gồm cả sinh hoạt Ban chấp hành Trung ương đối với Đinh La Thăng. Theo quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam cùng ngày của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Tới ngày 9 tháng 5 năm 2018, tại Hội nghị Trung ương 7, Trung ương đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật Đinh La Thăng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng. Trong các vụ án sau đó, ông Thăng bị kết án tổng cộng 30 năm tù về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và bồi thường hơn 630 tỷ đồng. 600 tỷ đồng trong vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam góp vốn vào Ngân hàng Đại dương Ocean Bank và 30 tỷ đồng trong vụ xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Ông Đinh La Thăng, 60 tuổi, quê ở Nam Định, từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10-11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 11, 13 và 14. Ông Đinh La Thăng quyết liệt chỉ đạo và ra chủ trương giao cho Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC đứng đầu liên danh triển khai dự án Ethanol Phú Thọ gây thiệt hại 543 tỷ đồng.
Dù biết liên danh nhà thầu không đủ năng lực, kinh nghiệm nhưng ông Đinh La Thăng vẫn quyết định chỉ đạo và ra chủ trương giao cho Tổng Công ty Dầu khí PVC đứng đầu liên danh triển khai dự án Ethanol Phú Thọ gây thiệt hại 543 tỷ Việt Nam đồng. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí PVB và dự án Nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 10 bị can về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết luận điều tra, PVB được thành lập ngày 27 tháng 12 năm 2007 trên cơ sở vốn góp của các cổ đông Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SeaBank và một số cổ đông khác với mục tiêu thực hiện đầu tư dự án Ethanol Phú Thọ. Đây là dự án nhằm sản xuất Ethanol làm nguyên liệu phối trộn tạo xăng sinh học, công suất 100.000 mét khối ethanol tuyệt đối 99,7% một năm, tương đương với 330 mét khối một ngày. Dự án được khởi công từ tháng 9 năm 2009, có tổng mức đầu tư ban đầu là 1.317 tỷ đồng, sau đó bị đội lên thành 2.484 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn đang dở dang với nhiều khoản thua lỗ nặng nề. Quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã tiến hành đấu thầu công khai lựa chọn nhà thầu, có 6 bộ hồ sơ của các nhà thầu tham gia ứng tuyển, bao gồm hồ sơ của liên danh PVC Alpha Laval Delta T, liên danh PVC. Mặc dù PVB có báo cáo thẩm định liên danh PVC không đáp ứng được yêu cầu, nhưng Đinh La Thăng vẫn tiếp tục chỉ đạo việc đồng ý chủ trương chỉ định thầu, giao liên danh PVC. Quá trình thực hiện, PVC có báo cáo thừa nhận liên danh không đủ năng lực để thực hiện dự án. Đến tháng 3 năm 2013, dự án đã phải tạm dừng thi công khi chưa có hạng mục nào được hoàn thành. Cơ quan điều tra xác định Đinh La Thăng với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVN kiêm trưởng ban chỉ đạo triển khai các dự án nhiên liệu sinh học của PVN đã chỉ đạo quyết liệt và ra quyết định giao cho liên danh của PVC thực hiện gói thầu TK05 Ethanol Phú Thọ theo hình thức chỉ định thầu. Hành vi này phạm vào tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Năm 2018, Đinh La Thăng bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm trong hai vụ án xảy ra tại PVC, PVN và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank, tuyên phạt tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt 30 năm tù. Hàng loạt lãnh đạo của PVN, PVB, PVC dính chàm cùng tội danh vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra cũng đã đề nghị truy tố hàng loạt bị can khác như Vũ Thanh Hà, nguyên tổng giám đốc PVB, Hà tham gia các cuộc họp của ban về chủ trương chỉ định thầu, chỉ đạo tổ chức chuyên gia giúp việc đấu thầu, tổ chuyên gia giúp việc thẩm định đấu thầu, lập hồ sơ yêu cầu loại bỏ một số tiêu chí đánh giá năng lực, kinh nghiệm để chỉ định thầu cho liên danh PVC. Phạm Xuân Diệu với vai trò là chủ tịch tổng giám đốc PVC, dù biết liên danh nhà thầu PVC không đủ năng lực nhưng vẫn ký văn bản gửi PVB, PVN xin được chỉ định thầu, đồng ý theo nội dung cuộc họp của hội đồng quản trị với ban giám đốc PVC và nghị quyết của hội đồng quản trị PVC về thực hiện gói thầu TK05. Trần Thị Bình, nguyên tổng giám đốc PVN, phó trưởng ban chỉ đạo triển khai dự án nhiên liệu sinh học PVN, thực hiện theo chỉ đạo của Đinh La Thăng ký văn bản yêu cầu PVC phải có nghị quyết tự nguyện nhận thực hiện gói thầu EPC, đồng thời đề xuất hội đồng quản trị PVN ra quyết định đồng ý chủ trương giao liên danh nhà thầu PVC thực hiện gói thầu TK05 theo hình thức chỉ định thầu. Kết luận điều tra nêu rõ, từ ngày bắt đầu triển khai dự án 21 tháng 9 năm 2009 đến ngày khởi tố vụ án
11 tháng 6 năm 2018, PVB đã thanh toán cho PVC tổng cộng hơn 610 tỷ đồng, thanh toán cho Alpha gần 237 tỷ đồng. Từ ngày 27 tháng 3 năm 2009 đến nay, PVN đã đơn phương dừng thi công dự án, chưa có hạng mục nào hoàn thành bàn giao. Tính đến ngày khởi tố vụ án, chủ đầu tư đã sử dụng hơn 1.467 tỷ đồng để thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất ethanol và các dự án thành phần. PVB đã vay của hai ngân hàng tổng cộng số tiền 754 tỷ Việt Nam đồng. Từ ngày dự án dừng thi công 27 tháng 3 năm 2013 đến ngày 25 tháng 7 năm 2014, PVB đã trả lãi vay hơn 125 tỷ đồng. Số tiền lãi PVB còn phải trả cho ngân hàng từ ngày 26 tháng 7 năm 2014 đến ngày khởi tố vụ án là 417 tỷ Việt Nam đồng. Cơ quan điều tra đã xác định thiệt hại tại dự án gây ra là toàn bộ số tiền lãi phát sinh mà PVB đã trả và số còn lại có nghĩa vụ trả cho ngân hàng, tổng cộng là 543 tỷ Việt Nam đồng. Nhân vật thứ ba là ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021 do những sai phạm của ông Tuấn trong vụ Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty nghe nhìn toàn cầu Avg. Ngày 23 tháng 7 năm 2018, ông Tuấn bị đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, sau đó được điều động về làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngày 23 tháng 2 năm 2019, ông Tuấn bị bắt với tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và sau đó bị khởi tố thêm tội nhận hối lộ. Tiếp đó, tại Hội nghị 11 Trung ương khóa 12 tháng 10 năm 2019, ông Tuấn bị kỷ luật khai trừ khỏi đảng. Trong phiên tòa xét xử vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần công ty Avg, ông Trương Minh Tuấn bị tòa tuyên 14 năm tù, 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 8 năm tù về tội nhận hối lộ. Ông Trương Minh Tuấn, 60 tuổi, sinh tại Đồng Hới, Quảng Bình. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tuấn được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, sau đó được Quốc hội khóa 14 phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhân vật thứ tư đó là ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 6 tháng 12 năm 2018, tại Hội nghị Trung ương 9 khóa 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định kỷ luật ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 đến 2020 vì đã có những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Ông Tất Thành Cang, 47 tuổi, sinh tại Long An. Ông Cang từng là Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2004 đến năm 2009. Từ tháng 1 năm 2011, ông Cang được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khóa 11. Tới tháng 1 năm 2016, được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Hiện tại, sau khi bị kỷ luật, ông Cang đảm nhận chức vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Công trình lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân vật thứ 5 đó là Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Bộ Chính trị quyết định điều động bổ nhiệm ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tới ngày 10 tháng 1 năm 2020, ông Triệu Tài Vinh bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách do để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại tỉnh Hà Giang. Ông Vinh cũng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, phát hiện xử lý khi xảy ra vụ việc xử lý thiếu kiên quyết, thiếu kịp thời, không nghiêm minh đối với những tổ chức cá nhân có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến kỳ thi. Chấp hành không nghiêm quy định của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan pháp luật. Ngoài ra, ông Vinh còn có em gái vi phạm trong kỳ thi nêu trên.
Sau khi phát hiện, ông Vinh còn né tránh trách nhiệm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên theo quy định của Trung ương Đảng. Ông Triệu Tài Vinh, 52 tuổi, dân tộc Dao, quê quán ở Hà Giang, kỹ sư nông nghiệp, học hàm tiến sĩ nông nghiệp. Ông Vinh là Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, 12. Chia sẻ mới về Ban Kinh tế Trung ương được hơn 2 tháng nên sẽ trình bày vấn đề dưới góc độ địa phương. Ông Triệu Tài Vinh cũng cho biết ông xin được thoát ly. Bài tham luận dài 17 trang in trong kỷ yếu. Dù bài tham luận này có sự tham gia của Bộ Tham mưu hoàn thiện cho đúng chuẩn của hội thảo. Tôi nghĩ bây giờ nếu được đi học lại lý luận chính trị thì tốt. Ông Vinh bắt đầu bài tham luận và giải thích rằng qua thực tiễn từ cương vị là Phó Chủ tịch lên đến Bí thư Tỉnh ủy, cá nhân ông nhận thấy giữa lý luận và thực tiễn là có khoảng cách nên khi đi làm rồi lại muốn được học thêm. Tôi không được quy hoạch công tác cán bộ cấp chiến lược, chỉ được bồi dưỡng 4 ngày làm Ủy viên Trung ương Đảng. Tôi thấy ít. Nguyên Bí thư tỉnh Hà Giang chia sẻ và nói thêm khi còn đi học ở trường thì mình muốn nghỉ sớm, nhưng khi đi làm rồi thì lại muốn đi học thêm. Khi bước ra khỏi hội trường lại như một tờ giấy trắng. Chia sẻ một số kinh nghiệm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thực tiễn trong công tác cán bộ hiện nay, ông Vinh đánh giá từ Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 đến Trung ương 4 khóa 12 thì công tác nhận xét đánh giá cán bộ phần rất khó. Đánh giá thế nào cho đúng, cho trúng và xuyên suốt? Theo ông Vinh, từ kinh nghiệm bản thân ông thì đây là vấn đề quan trọng nhất và cũng là khó nhất. Dẫn lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói rằng một cán bộ giữa nghĩ và nói, giữa nói và làm có đồng bộ không? Ông Vinh cho rằng giữa nghĩ và nói khó quản lý, nhưng giữa nói và làm có quản lý được. Từ đó ông Vinh cho hay Hà Giang đã nghĩ tới việc định tính và định lượng trong vấn đề nhận xét đánh giá cán bộ. Về định hướng, Hà Giang đã thay đổi cách nhận xét đối với đảng viên. Theo đó các cá nhân tự xây dựng chương trình tự kiểm điểm trước chi bộ rồi tập thể để góp ý kiến. Nói một cách thẳng thắn thì mỗi tổ chức đảng, mỗi tổ chức cá nhân khi nhận xét nhau đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nhưng chi bộ đảng ở nông thôn, vùng nghèo vẫn cứ nghèo. Điều đó có nghĩa là giữa chính trị và kinh tế không thống nhất. Ông Vinh nói và cho biết khi đánh giá cán bộ, Hà Giang đã thay đổi theo hướng tổ chức đảng. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có thay đổi về kinh tế. Theo ông Vinh, cá nhân tự kiểm điểm trước rồi đưa ra tập thể. Chúng tôi có nói sau Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 khi bước ra khỏi hội trường lại như một tờ giấy trắng. Thoải mái với nhau không giống như thời trước đó. Trong hội trường không nói nhưng ra khỏi hội trường lại nói. Chẳng qua hôm nay vì thời gian tớ không nói thôi. Ông Vinh cho hay và nói Hà Giang cũng muốn làm như vậy. Về định lượng, ông Vinh cho biết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 đã chỉ ra 27 hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa nên phải chấm 27 biểu hiện này và theo ông ai cũng có. Mỗi nội hàm này có 9 tiêu chí trong hướng dẫn. Khi chúng tôi làm thí điểm thì bí thư tự chấm cho mình trước, chấm xong có thể chấm lại đến khi thống nhất mới đưa ra. Tôi nói giờ tôi kiểm điểm trước các đồng chí và các đồng chí mạnh dạn góp ý, sau đó tập hợp tất cả lại. Ông Vinh nói và cho biết làm theo cách này đã giúp việc đánh giá cán bộ, đảng viên ở Hà Giang có thay đổi nhất định. Gia đình làm quan ra lận thì việc đó không sao, phải đối mặt với thực tế, vượt qua nó. Từ kinh nghiệm bản thân, ông Vinh đúc rút đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng về công tác cán bộ cần phát huy 4 nhân tố, gồm phải biết lựa chọn vấn đề của địa phương, phải biết thực hiện bằng các đề án cụ thể, phải biết kích động những hành động mũi nhọn và phải có nhãn quan nhạy cảm chính trị xuất phát từ thực tiễn. Theo ông Vinh, Hà Giang có nhiều khó khăn nhưng chính trị Hà Giang ổn định vì sức đề kháng của hệ thống chính trị Hà Giang rất tốt. Tôi nói như vậy chắc là nhiều người nghĩ đến chuyện năm 2013 trên Facebook nói về chuyện gia đình làm quan vừa rồi là gian lận thi cử. Việc đó không sao, phải đối mặt với thực tế, vượt qua nó thôi. Nhưng tôi đang nói điều này ở đây là có thật, ông Vinh chia sẻ.
Ông Vinh cũng cho biết ngoài chọn lựa vấn đề của địa phương thì phải biết thực hiện bằng các đề án cụ thể. Khi tôi còn là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, lúc đó là Thường trực Ban Bí thư, lên công tác tại Hoàng Su Phi vào thăm trường thiếu nhi Dẻo Cao nơi tôi học từ lớp 1 đến lớp 4. Đồng chí Trương Tấn Sang nói là trường này phải có nhiều triệu tài vinh hơn. Đó là một sự động viên và đồng chí Trương Tấn Sang có hỏi tôi bây giờ là Ủy viên Dự khuyết thì cháu làm cái gì? Tôi nói báo cáo bác là tập trung làm các đề án cụ thể hóa bằng đề án và tổng kết bằng đề án chứ không chung chung. Ông Vinh chia sẻ. Và cũng được biết là gia đình Triệu Tài Vinh là một gia đình làm quan, cả gia đình ông làm quan ở tỉnh Hà Giang. Nhân vật thứ 6 đó là Hoàng Trung Hải, Phó trưởng Bộ phận chuyên trách tiểu ban văn kiện Đại hội 13. Ngày 10 tháng 1 năm 2020, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó trưởng Ban Chính phủ, ông Hoàng Trung Hải có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên, dự án TISCO 2. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, Bộ Chính trị phân công ông Hải thôi chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội và giữ chức vụ Phó trưởng Bộ phận chuyên trách tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, trưởng tiểu ban là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Hoàng Trung Hải, 61 tuổi, quê tại Thái Bình. Ông Hải từng là trưởng bộ phận công nghiệp 2002 đến 2007, Phó Thủ tướng Chính phủ 2007 đến 2016. Ông cũng là Ủy viên Trung ương khóa 15. Xin lỗi các bạn, khóa 9, khóa 10, khóa 11 và khóa 12. Nhân vật thứ 7 là ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi. Mới đây nhất, ngày 16 tháng 6 năm 2020, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi vì những sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương. Theo Bộ Chính trị, ông Lê Viết Chữ chịu trách nhiệm chính về vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 trong việc chủ trương quyết định điều động bổ nhiệm luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử, cử cán bộ công chức sinh viên tốt nghiệp đại học của tỉnh đi công tác học tập ở nước ngoài không đúng tiêu chuẩn, chủ trương đầu tư một số dự án lớn từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, cho thuê đất và giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu giá quyền sử dụng đất, ký văn bản về chủ trương bổ sung dự án vào danh mục dự án đầu tư công trung hạn để hỗ trợ dự án đầu tư của doanh nghiệp, chủ trương tăng vốn điều lệ, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tạm ứng trước ngân sách và nhà nước để thực hiện dự án, ký các văn bản trực tiếp về chỉ đạo giải quyết các nghị quyết, kiến nghị của doanh nghiệp không đúng thẩm quyền Ban Thường vụ Thường trực Bí thư Tỉnh ủy. Từ cuối tháng 6 vừa qua, ông Lê Viết Chữ có đơn xin thôi chức vụ đương nhiệm gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét. Nhân vật thứ 8 là ông Trần Quốc Cường, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Bộ Chính trị đã quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh Đắk Lắk, do các vi phạm khuyết điểm trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục B41, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Bộ Công an. Tháng 7 năm 2019, ông Cường được Bộ Chính trị cho thôi chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ra Hà Nội làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông Trần Quốc Cường, 59 tuổi, quê ở Nam Định. Ông Cường được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tháng 1 năm 2016. Ngoài ra, các trường hợp bị kỷ luật nêu trên còn có trường hợp của ông Lê Thanh Quang, nguyên Bí thư tỉnh Khánh Hòa, đã được miễn nhiệm xem xét kỷ luật do mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định. Sau đó, ông Quang được Bộ Chính trị cho thôi chức giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa để chữa bệnh theo nguyện vọng. Phần lớn thì 8 nhân vật bị kỷ luật vừa qua trong kỳ đại hội 13 của Đảng Cộng sản, của kỳ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì 8 nhân vật này đều là củi rừng, tức là củi cần phải đốt
bởi vì những thanh củi này là những tay chân của những phe phái chính trị mà ông Trọng cần phải loại bỏ ra khỏi bộ chính trị. Còn lại hàng ngàn sa số những thanh củi được cho là củi nhà thì vẫn bình yên vô sự, hoặc là được hạ cánh an toàn và được trở về làm người tử tế. Đó là một sự bất công trong việc đốt lò của ông Trọng dành cho những cán bộ đảng viên sai phạm trong thời gian vừa qua. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.